hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và cũng gần vào dịp Tết Noel của đồng bào Công giáo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam tổ chức một đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách ở giáo xứ Sở Kiện, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. Quãng đường từ thành phố Phủ Lý đến giáo xứ Sở Kiện không xa, nhưng các thành viên trong đoàn cán bộ, chiến sĩ quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam vẫn tiến hành công tác chuẩn bị từ buổi chiều ngày hôm trước để phục vụ bà con được chu đáo. Trang thiết bị, máy móc khá cồng kềnh, nhưng các anh quyết tâm gắng mang theo để đưa được dịch vụ khám bệnh tốt nhất đến với bà con. Thuốc được kiểm tra kỹ càng cả về số lượng và chất lượng, sau đó phân loại, đóng gói cẩn thận. Ai cũng tất bật, khẩn trương cho đến khi xếp được hết đồ đạc lên xe. Hành trình đến giáo xứ Sở Kiện bắt đầu từ sáng sớm. Đây là một giáo xứ cổ kính, có truyền thống và đời sống đức tin khá mạnh mẽ. Giáo dân ở đây chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp nên đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Bà con ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế và cũng không có điều kiện khám chữa bệnh thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. Từ sáng, bà con giáo dân đã tập trung rất đông ở đình Ninh Phú. Đây là nơi đoàn sẽ thực hiện chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 160 đối tượng chính sách đều là người Công giáo. Sau khi họp triển khai chương trình và kế hoạch với các cấp chính quyền địa phương, các y bác sĩ bắt tay ngay vào công việc của mình. Người tiếp bệnh nhân, người thăm khám ban đầu, người khám chuyên môn và kê đơn. Bệnh nhân thăm khám lần này chủ yếu là các cụ già, người neo đơn trên địa bàn. Trong buổi sáng, khoảng sân đình Ninh Phú đã có rất nhiều cụ già chờ đến lượt mình được khám bệnh. Càng về trưa, số người đến để khám bệnh càng nhiều. Thế nhưng các y bác sĩ vẫn vui vẻ nhiệt tình khám bệnh và tư vấn cặn kẽ cho từng người. Các cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm thì tận tình hướng dẫn người dân vào chỗ khám theo trình tự và phát thuốc cho từng người. Cái tổ chức khám này chúng tôi thấy là các đồng chí là tổ chức như thế là tốt. Và thái độ của các bác sĩ thăm hỏi rất là niềm nở và tốt đẹp. Được các đồng chí mà tổ chức như thế này thì chúng tôi tiếp tục được điều trị sống thêm ngày nào để mà đội ơn cách mạng và cũng là Bác Hồ kính yêu. Bộ đội Cụ Hồ đã quan tâm hơn nữa đối với nhân dân và những người có công với cách mạng. Do điều kiện sinh hoạt còn hạn chế, bà con nhân dân nơi đây chủ yếu mắc bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp, bệnh ngoài da, tim mạch, đau nhức xương khớp, đau dạ dày, gan, thận. Đời sống kinh tế lại còn nhiều khó khăn, ít tiếp xúc với thông tin về y tế, nên nhiều người dân không có đủ điều kiện để khám chữa bệnh. Thậm chí có những người dù ốm đau vẫn chưa một lần đi khám sức khỏe. Nhiều người dân không thuộc đối tượng chính sách cũng tìm đến nơi khám bệnh và đều được các y bác sĩ mời vào khám bệnh tư vấn sức khỏe. Coi như hôm nay là rất đẹp và tốt lành lắm, không có cái gì hết cả. Các bác sĩ đầy đủ hết cả, không có còn thiếu một tí cái gì cả. Coi như là vui sướng lắm rồi. Đoàn còn sắp xếp thời gian hợp lý để đến thăm khám tại nhà cho những bệnh nhân già yếu không đến được nơi khám, điển hình như gia đình cụ Lan và gia đình cụ Thử. Cụ Lan, 94 tuổi, đã từng phẫu thuật cắt bớt một phần dạ dày và vừa mới phẫu thuật thay thủy tinh thể. Mắt cụ vẫn còn kém, nhà lại neo người nên cụ không tự đi khám được. Nay có quân y đến tận nhà khám, cụ rất mừng. Cảm ơn các bác đã có chú ý đến gia đình em, thì thôi thì các bác cũng thương thì đã đến thăm hỏi gia đình em mà đã giúp đỡ, thì thôi thì cũng không biết lấy gì mà cảm ơn được, thì chỉ nói thế thôi. Cụ Thử yếu hơn, có bệnh huyết áp cao và tim mạch, cứ ra chỗ đông người không khí ngột ngạt là choáng ngất, thế nên cụ cũng đành ở nhà không đi khám. Tôi thường thường đã có gì là tôi đi thì tôi ngã mấy lần rồi, và đến những cái đám đông là bác sĩ cũng bảo được bà đừng đến. Đến rồi nó ngột nhạt lắm, thì không thì nó quay chu quay tán thì là ngã. Thế là các bác cái niềm nở lắm, mà vui vẻ lắm. Tôi cũng thấy là vui, thấy các bác ấy đến đây như này với cô đến khám tôi này, tôi cũng thấy là vui.
tuổi già rồi cũng thấy là vui. Ngoài khám bệnh, phát thuốc, các y bác sĩ còn kết hợp tư vấn sức khỏe cho bà con. Chương trình được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con. Không ít hộ gia đình nghèo đã bày tỏ sự xúc động khi được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Sự chu đáo, tận tụy của cán bộ chiến sĩ quân y đã được bà con ghi nhận. Thực hiện kế hoạch thì hôm nay cái đoàn công tác của chúng tôi xuống tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các bà con giáo xứ của Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. Chúng tôi đã cử các đồng chí y bác sĩ có kinh nghiệm khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho các người cao tuổi và mang nhiều trang bị hiện đại như máy siêu âm, điện tim và một số cơ số thuốc chữa bệnh cũng như là thuốc bổ để phục vụ cho bà con. Thế qua cái buổi khám ấy thì tôi thấy rằng là rất nhiều các cái cụ già cao tuổi lần đầu tiên được tiếp xúc với các cái phương tiện hiện đại như siêu âm điện tim nên các cụ rất là phấn khởi. Một số cái trường hợp gia đình ốm đau nặng không thể đến trạm khám được thì chúng tôi tổ chức xuống khám tại gia đình và tư vấn và cấp thuốc các cụ. Thì qua đó thì bà con rất đánh giá cao và cái tin tưởng và cái tinh thần cũng như là về cái tấm lòng của các người thầy thuốc quân đội đối với nhân dân. Không chỉ cố gắng giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con giáo dân nơi đây, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam còn nỗ lực chung sức với bà con xây dựng nông thôn mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng để cuộc sống của bà con đỡ vất vả hơn. Thông qua cái hoạt động thì không những là khám bệnh đợt này và trong thời gian vừa qua thì lực lượng vũ trang của huyện Thanh Liêm cũng đã tham gia xây dựng nông thôn mới, làm đường bê tông ở thị trấn Kiện Khê được hơn 1,5 km. Đấy, được bà con dân tộc, đồng bào dân tộc ở thị trấn Kiện Khê đánh giá rất cao về cái tình cảm quý báu của quân đội và lực lượng vũ trang của huyện đã tham gia xây dựng nông thôn mới ở huyện. Có sự đóng góp công sức của các anh, nhiều đoạn đường làng nhỏ hẹp, lầy lội đã trở thành những trục đường bê tông rộng rãi, khang trang theo tiêu chí nông thôn mới. Và nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 24 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, thì Bộ Chính trị tỉnh cũng có chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ quan quân sự huyện Thanh Liêm phối hợp với các ban ngành đoàn thể khảo sát và hôm nay là tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách tại thị trấn Kiện Khê, nơi là cái vùng giáo toàn tòng. Và căn cứ vào những cái kết quả cũng như cái phong trào chung thì cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng mong muốn là đồng bào vùng giáo và nhân cái dịp kỷ niệm ngày lễ Noel thì thực hiện làm sao là thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và đón cái lễ Noel năm 2013 tức là an bình, phấn khởi và đồng bào công giáo thì có cái cuộc sống là ngày một tốt hơn và sống tốt đời đẹp đạo. Nhờ sự quan tâm của nhà nước, chính quyền, đời sống của bà con công giáo ở đây đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận bà con giáo dân đời sống còn gặp khó khăn. Thế nên, những chương trình như thế này giúp ích cho họ rất nhiều. Đây cũng chính là tâm nguyện của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam với mong muốn sẽ có thêm nhiều hơn nữa những chương trình, những chuyến đi như thế này để giúp đỡ, chăm lo đời sống cho bà con. Tạo điều kiện giúp bà con công giáo nâng cao chất lượng cuộc sống là động lực thiết thực nhất thôi thúc bà con tham gia tích cực vào phong trào người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn.